Khánh ơi, con em giỏi lắm, bây giờ mới có 1 tuổi rưỡi mà đã biết dùng điện thoại rất là thành thạo rồi, có phải là con thông minh hay không? À, cùng tìm hiểu bác Thắng trong video này thôi. Việc đầu tiên là chia buồn với mẹ là con của mẹ thực ra dùng điện thoại giỏi không có nghĩa thông minh. Nhưng tất nhiên bé hoàn toàn có thể thông minh theo những ý nghĩa khác, nhưng dùng điện thoại giỏi không phải thông minh đâu. Và thứ hai là gì? Mẹ đang mắc một cái sai lầm rất lớn rồi đấy, cho con dùng điện thoại quá sớm và nó rất có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tâm thần vận động của bé đấy nhá. Và tại sao lại như vậy? Nào, nghe trong video này đi, bác sĩ Thắng sẽ chỉ cho này. Thứ nhất, đó là cái việc mà tiếp xúc với các thiết bị điện tử sớm không được khuyến cáo. Trẻ thường phải trên 2 tuổi chúng ta mới cho các bé sử dụng với các thiết bị điện tử. Tại vì sao lại như vậy? Vì cái tuổi mà dưới 2 tuổi ấy là lúc mà trẻ bắt đầu nhận ra bản thân và bắt đầu biết đến thế giới xung quanh. Sự tập trung của bé sẽ cần được hướng vào cái việc là các mối quan hệ với mọi người, khám phá thế giới. Nhưng lúc này khi bạn cho con tiếp xúc sớm với các thiết bị điện tử như điện thoại, tivi, máy tính, trẻ sẽ bị mất sự tập trung với thế giới xung quanh và chỉ tập trung vào cái thế giới trong cái chiếc điện thoại. Và đặc biệt thì bạn biết được rồi ấy, người ta làm nội dung quá là hấp dẫn, quá là đẹp, mình còn bị hấp dẫn nữa là trẻ con, nên là trẻ sẽ mất hết tập trung với những môi trường xung quanh và chỉ tập trung vào cái môi trường điện thoại thôi. Và như vậy ấy, là trẻ sẽ giảm bớt cái khả năng phát triển, đặc biệt là các tư duy liên quan đến cộng đồng, mà một trong số đó là tư duy ngôn ngữ. Thế nên là một trong những cái yếu tố gây ra chậm nói ở trẻ, đó là vì trẻ sử dụng điện thoại sớm quá. Cái thứ hai ấy, mà cũng rất là nguy hiểm cho trẻ khi trẻ được sử dụng điện thoại quá sớm, đó là trẻ có nguy cơ gia tăng bệnh tự kỷ. Vì sao? Vì khi mà bạn sử dụng các cái thiết bị điện tử nhiều quá thì trẻ cũng ngắt kết nối với cả môi trường xung quanh, ngắt kết nối với những người xung quanh. Và cái việc mà khiếm khuyết với khả năng giao tiếp với những mọi người xung quanh là một trong những yếu tố có thể dẫn đến tự kỷ của bé. Đó, thế nên là gì? Con có thể bị chậm nói, con có thể bị tự kỷ. Chính vì thế, đừng cho bé sử dụng điện thoại quá sớm. Thế thì làm thế nào để cho trẻ không sử dụng điện thoại? Thì chúng ta sẽ phải tạo ra môi trường để con có thể phát huy cái tiềm năng của bé về ngôn ngữ, về giao tiếp. Đó là bạn phải nói chuyện với con nhiều hơn, bạn phải hát cùng con, bạn phải đọc chuyện cho con nghe, bạn phải đưa bé tiếp xúc với ông bà, với các bạn xung quanh. Và một trong những cách đó là cho con đi lớp ấy. Trẻ sẽ tiếp xúc sớm, trẻ sẽ tạo ra cái khả năng kết nối cộng đồng sớm trong cuộc sống nhá. Và nên nhớ rằng những cái này là gì? Toàn do bố mẹ rơi thôi nhá. Con làm gì nó biết cái sự tồn tại của cái điện thoại đâu. Thì là bố mẹ là gì? Bố mẹ lười không chịu dỗ con, bố mẹ lười trong việc là cho con ăn, bố mẹ lười trong việc cho con đi chơi. Thế là gì? Lôi cái điện thoại ra, đưa bắt con, đây xem đi con, xem đi con. Đấy là do bố mẹ, không phải do đứa trẻ. Đứa trẻ nó thích điện thoại là vì tại bố mẹ đưa cho nó, chứ làm sao nó biết được mà nó tự thích. Đó, cái nguyên nhân số 2 là gì? Bố mẹ không chịu chơi với con và cũng cắm mặt vào điện thoại. Đó, cắm mặt vào điện thoại. Thế thì trẻ con ấy, nó có một cái đó là sẽ bắt chước. À, trong đầu bé sẽ nói, cái này có gì hay thế nhỉ, mà bố mẹ lại cứ thích chơi nhỉ mà không chơi với mình. Thì bé sẽ cứ đòi điện thoại, đúng không? Và tất nhiên là gì? Khi đòi được điện thoại rồi thì bé đắm chìm vào cái thế giới của cái điện thoại đấy. Thì là con chỉ tập trung điện thoại. Đến lúc về sau là gì? Bố mẹ ăn cũng phải cho con dùng điện thoại. Trước khi ngủ mà muốn cho con ngủ, chứ con cũng đòi dùng điện thoại. Ừ, con khóc, con đòi cái này cái kia, bảo thôi bố mẹ cho dùng điện thoại nhé. Thế là con hết khóc ngay. À, thế tạo ra một cái thói quen rất xấu cho trẻ, đúng không? Là thói quen đòi hỏi đấy. Gọi là chúng ta hay gọi là ăn vạ đấy. Thế thì thay vì việc mà chúng ta cứ bảo cho con tiếp xúc thiết bị điện tử sớm để con thông minh, thì chúng ta có thể cho con tiếp xúc với rất nhiều thứ khác. Ví dụ như bạn có thể cho con đi xem các tiết mục nghệ thuật, bạn có thể cho con đi đến công viên, đi đến bảo tàng, để cho bé mở rộng được tầm hiểu biết của bé hơn, thay vì việc sử dụng điện thoại. Tất nhiên sau cái lứa tuổi 2 tuổi đến 3 tuổi, bạn có thể bắt đầu sử dụng điện thoại, máy tính hay tivi để cho con xem các nội dung, nhưng cần được định hướng bởi bản thân mình. Có nghĩa gì? Không cho con xem các nội dung mà trẻ thích, mà gì? Cho con xem các nội dung có tính chất giáo dục. Và thứ hai là phải kiểm soát thời gian. Mỗi lần xem tivi của bé chỉ khoảng 15 phút để trẻ không bị quá đắm chìm vào cái thế giới đó nhá, mà ngắt kết nối với thế giới xung quanh. Và một ngày thì không dùng quá 1 tiếng với trẻ lớn và nửa tiếng đối với trẻ nhỏ nhá. Thì đó là cái mà các bạn cần làm để sử dụng điện thoại, máy tính hay các thiết bị điện tử một cách hợp lý. Và tuyệt đối nhớ, dưới 2 tuổi là không có dùng tivi, không có dùng điện thoại gì cả nhá.
nói chuyện, chơi với con đi. Đó là những gì bác sĩ Thắng muốn chia sẻ với mọi người trong video này. Nếu bạn thấy hay, like, share và subscribe kênh của bác sĩ Thắng. Xin chào và hẹn gặp lại.